Giá Thanh xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị của Người Việt TV đang theo dõi phần bản tin xe hơi. Bản tin này sẽ có những nội dung như sau. Top 10 các thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất Hoa Kỳ năm 2020. Mô xe hơi điện tự lái dành cho những người thích sự riêng tư. Thưa quý vị, những chiếc xe hơi bán ra tại thị trường Hoa Kỳ trong vòng 3 năm trở lại đây ngày càng đáng tin cậy hơn theo một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường JD Power có trụ sở ở thành phố Costa Mesa, tiểu bang California báo USA Today dẫn phúc trình từ JD Power dự đoán rằng nói chung vào năm 2020 sẽ là một năm mà xe hơi gặp ít trục trặc nhất. Nghiên cứu để đánh giá độ tin cậy của các hiệu xe được JD Power thực hiện bằng cách khảo sát 36.000 chủ xe trong vòng 12 tháng qua bằng cách là lấy ngẫu nhiên và xem xét những chiếc xe hơi 3 năm tuổi. Nghiên cứu này xem xét số trục trặc trung bình xảy ra trên 100 xe hơi. Mức trung bình về độ tin cậy xe hơi trong năm 2020 của JD Power là 134 trục trặc trên 100 xe. USA Today dẫn lời của ông Dave Sargent, phó chủ tịch của JD Power cho biết, mặc dù các kỹ thuật áp dụng trên các kiểu xe hơi đời mới ngày càng phức tạp, tuy nhiên những chiếc xe hơi 3 năm tuổi ngày nay được chế tạo tốt hơn và cũng đáng tin cậy hơn những chiếc xe hơi có cùng độ tuổi trong những năm trước đây. Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các số liệu thì JD Power đưa ra phúc trình cho biết rằng hiệu xe Genesis, thương hiệu xe sang của hãng sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách những hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất 2020 với 89 trục trặc trên 100 xe, đẩy hiệu xe sang Lexus của Toyota xuống thứ hai với 100 trục trặc trên 100 xe. Xếp ngay phía sau Genesis và Lexus trong danh sách này là theo thứ tự là các hiệu xe như là Buick của hãng sản xuất xe Mỹ General Motors, Porsche của Đức và Toyota của Nhật Bản. Xếp cuối cùng trong danh sách này là hiệu xe Land Rover của hãng sản xuất xe hơi Anh Quốc Jaguar Land Rover với trung bình 220 trục trặc xảy ra trên 100 xe. Theo báo USA Today, hãng sản xuất xe hơi điện Mỹ Tesla không có nằm trong danh sách những hiệu xe hơi được J.D. Power nghiên cứu vì hãng Tesla không có cho phép JD Power liên lạc với các chủ xe hơi của Tesla tại những cái tiểu bang mà Tesla có doanh số bán xe hơi cao. Theo danh sách này thì top 10 hiệu xe xếp đầu về đội tin cậy của năm 2020 theo thứ tự cụ thể như sau. Genesis, Lexus, Buick, Porsche, Toyota, Volkswagen, Lincoln, BMW, Chevrolet và cuối cùng là Ford. Thưa quý vị, đối với những người thích chạy xe hơi trong tình trạng hoàn toàn riêng tư, không ngồi chung với bất cứ ai, kiểu xe điện Motif sẽ đáp ứng được nhu cầu đó. Fox News vào tháng 2 năm 2020 cho biết, nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng Gordon Murray, người làm thiết kế xe đua cho hãng à, giải đua xe hơi F1 và McLaren, thiết kế ra một kiểu xe hơi điện tự lái có tên gọi là Motif với chỉ một chỗ ngồi duy nhất. Kiểu xe này chỉ dài hơn 8 feet và rộng hơn 4 feet được thiết kế để bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn khi va chạm của châu Âu. Về mặt kỹ thuật thì Motif có tốc độ tối đa là 40 dặm một giờ và có thể chạy được khoảng 2 tiếng rưỡi sau mỗi lần dừng lại để sạc pin. Kiểu xe này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu chở khách theo kiểu giống như là Uber. Dự án thiết kế và chế tạo kiểu xe này được tài trợ một phần thông qua chương trình IDP14 của chính phủ Anh Quốc. Theo Fox News thì kiểu xe điện tự lái này hoàn toàn đối lập với kiểu xe điện chở khách Origin vừa được công ty sản xuất xe hơi Mỹ General Motors đưa ra thử nghiệm trên đường phố ở thành phố San Francisco, tiểu bang California vào tháng Giêng năm 2020 vừa qua. Origin được sản xuất để các hành khách có thể chia sẻ chỗ ngồi và nói chuyện với nhau ngay ở trên xe. Cruise, công ty con của General Motors sản xuất Origin với thiết kế dành hết không gian ở bên trong để chở 6 hành khách mà không cần ghế ngồi cho tài xế và cũng không có tay lái hay bất cứ bộ phận điều khiển xe hơi nào dành cho tài xế. Chưa biết nếu mà đã bán ra thị trường cùng một lúc thì kiểu xe nào sẽ bán chạy hơn trong số hai kiểu xe hơi điện tự lái hoàn toàn trái ngược nhau này. Tuy nhiên, Fox News cho hay là hiện vẫn chưa có các thông tin cho biết rằng khi nào thì Motif sẽ chính thức được sản xuất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin xe hơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.